Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát Thanh truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đảng bộ thị trấn Tân Bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng cuối cùng của huyện ủy Hiệp Đức hoàn thành vòng đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư huyện ủy đồng chí Nguyễn Như Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức. Là tổ chức cơ sở đảng thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân An và xã Quế Bình theo nghị quyết 863 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Thị trấn Tân Bình đoàn kết tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng trên 200 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ trên 360 tỷ đồng, chiếm 48,82% so với tổng giá trị kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng trên một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 14% nay giảm chỉ còn 4,8%. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục được nâng lên, các mặt an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm các tổ chức đảng xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm, đảng bộ phát triển 46 đảng viên. Hàng năm có trên 10% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội phát huy dân chủ bầu 16 đồng chí vào ban chấp hành đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo số lượng cơ cấu và thành phần. Đại hội bầu đoàn đại biểu về dự đại hội đảng bộ huyện sắp tới. Ngày 23 tháng 6, Đảng Bộ Xã Sông Trà sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng chí Lê Minh Tiến, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy đã đến dự. Trong 6 tháng qua, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân trên địa bàn xã đạt 126 tấn, vượt 9,2% so với kế hoạch. Tổng đàn bò trên 660 con, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 64% tổng đàn thực hiện nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, toàn xã có 5 hộ đăng ký xây dựng nhà ở, đến nay có 2 nhà đã khởi công. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 10 trên 19 tiêu chí, thực hiện nghị quyết 42 của chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đến nay xã đã cấp trên 150 triệu đồng cho 123 trường hợp, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã xảy ra một trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp về giáo dục quản lý tốt học sinh trong dịp nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh dịch Covid-19. giao quân vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xã tổ chức thành công đại hội đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này đảng bộ xã tổ chức trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Phương Tân. Ngày 22 tháng 6, Đảng bộ xã Quế Thọ tổ chức trao huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên sinh hoạt trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Như Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến dự. Đợt này Đảng bộ xã có 3 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đó là đồng chí Nguyễn Thành Mười được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Lương Công Thái và đồng chí Trần Văn Sáu được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Sau lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã Quế Thọ sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Sau lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã Quế Thọ sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Nhìn chung 6 tháng qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đạt và vượt nghị quyết Đảng bộ đề ra. Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt trên 58 tạ trên 1 ha, vượt chỉ tiêu. Vụ hè thu gieo xạ đạt 100% kế hoạch. Toàn xã có 63 hộ đăng ký xây dựng vườn điểm, xã phối hợp kiểm tra và đề nghị hỗ trợ cho 19 hộ. Về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư Nam An Sơn đạt 10 trên 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt. Chất lượng giáo dục được duy trì, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Hiện xã thực hiện cấp gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động của chính quyền mặt trận các hội đoàn thể ngày càng hiệu quả. Xã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025. Vừa qua, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự buổi trao tặng nhà tình thương tại xã Quế Thọ và Thăng Phước của huyện Hiệp Đức. Sau gần 3 tháng khởi công đến nay, ngôi nhà tình thương của vợ chồng ông Lê Tấn Hòa, thôn An Cường, xã Quế Thọ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà cấp 4 có tổng diện tích sử dụng hơn 40 m2, được xây dựng với tổng trị giá 75 triệu đồng. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, khó khăn trong cuộc sống, các thành viên trong gia đình thường xuyên ốm đau và con đang độ tuổi đi học. Dịp này đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đến trao tặng nhà tình thương cho vợ chồng ông Lê Minh Quang ở xã Thăng Phước, ngôi nhà trị giá 160 triệu đồng. Công ty cổ phần diệt may Dương Huy tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai hộ gia đình với số tiền 100 triệu đồng. Ngày 23 tháng 6, huyện Hiệp Đức đón đoàn cựu chiến binh, đội trinh sát sư đoàn 2, quân khu 5 về thăm lại chiến trường xưa tại huyện Hiệp Đức. Tại đây, 40 đồng chí trong đoàn đã từng công tác chiến đấu trên quê hương Hiệp Đức giai đoạn năm 1973, 1975. Được nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông tin đôi nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Hiệp Đức là huyện miền núi kinh tế chủ lực là nông lâm nghiệp, phát huy lợi thế đồi núi, người dân trồng cây keo nguyên liệu, phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại, đem lại nguồn thu nhập cao. Đồng thời huyện kêu gọi thu hút đầu tư để hình thành các nhà máy cụm công nghiệp trên địa bàn huyện để giải quyết lao động tại địa phương. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 10,62%, hộ cận nghèo chiếm 3,45%. Thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng mỗi người trong một năm. Toàn huyện có trên 3.000 liệt sĩ và người có công được hưởng các chế độ chính sách. Dịp này đoàn đến dân hương tại đền liệt sĩ huyện thăm căn cứ khu ủy khu 5, đến thăm khu vực cầu chìm xã Quế Thọ và thăm khu vực thôn Phú Toán xã Thăng Phước. Vừa qua, Ban An toàn Giao thông, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 100 hội viên cựu chiến binh xã Bình Lâm. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt của tỉnh tuyên truyền phổ biến cho các hội viên những nội dung như luật giao thông đường bộ, đường sắt, Nghị định 100-2019-NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Buổi tuyên truyền báo cáo viên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đặt ra những câu hỏi cho các hội viên tham gia trả lời để hiểu thêm những quy định về luật giao thông đường bộ, đường sắt và Nghị định 100 của Chính phủ. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ hội viên cựu chiến binh về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và xây dựng văn hóa giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ một xã nghèo khó khăn nhất nhì huyện Hiệp Đức, song bằng sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của bà con nhân dân, sau gần 10 năm bền bỉ phấn đấu kiên trì và có những quyết sách mang tầm chiến lược, đến thời điểm hiện nay, xã Bình Sơn đã cán đích nông thôn mới. Cuộc sống của người dân từ nghèo khó chuyển sang giàu có. Bộ mặt nông thôn miền núi của Bình Sơn đã khoác lên mình một màu áo mới. Đây là sân vận động của xã Bình Sơn, Hàng ngày hàng trăm thanh thiếu niên của xã thường tới đây để giao lưu bóng đá, bóng truyền, chạy điền kinh. Để có được khu luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe này, hàng chục hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn một hecta đất cho nhà nước mà không hề đòi hỏi đền bù quyền lợi. Gia đình ông Điền là một trong số đó, định cư ở vùng đất Bình Sơn đã hơn 40 năm nay. Gia đình ông Điền thấu hiểu những khó khăn thiếu thốn khi không có đường, không có điện, không có nước sạch, không khu vui chơi thể thao văn hóa, nên khi nhà nước có chủ trương đầu tư các công trình phúc lợi dân sinh này, ông Điền đều sung phong đi đầu trong hiến đất đai, cây cối, hoa màu. Mình cũng muốn là xây dựng nông thôn mới để cho nó được cái việc chung, vì ừ. cuộc sống của mọi người dân đều hưởng lợi, chứ đâu có nhà nước đâu có hưởng lợi nhà nước cho dân. Mình cũng vì mọi người dân rồi, mình cũng là người dân nữa, muốn cho cuộc sống nhân dân của mình nó vương lên. Đó, Thì từ từ cho đó là mình nghĩ như vậy là mình đây hiến, như mình cái giờ lắm là hai đợt tổng cộng là được khoảng 4 sao và 6 sao là 10 sao. Và đợt chờ hiến tiếp để làm bể chứa nước nhưng mà chuyện nó nhỏ, còn ăn sao đắt thôi, không đáng thích. Không chỉ gia đình ông Điền mà hàng ngàn hộ dân ở xã Bình Sơn đều đã nhận thấy được sự chuyển mình của địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70% đạt một tiêu chí năm 2011 – Thế nhưng sau gần 10 năm phấn đấu, giờ Bình Sơn đã hoàn thành 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đơn cử như tiêu chí về giáo dục. Ngày trước, trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trãi không nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, khi huyện Hiệp Đức có chủ trương xây dựng Bình Sơn thành xã nông thôn mới, thì câu chuyện xây dựng trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục tại đây cũng được quan tâm đặc biệt. À, địa phương đã quan tâm vào cuộc và đầu tư à, có cái cơ sở vật chất á. thì à, à, cái à, trường chúng ta đã đạt được cái chuẩn cơ sở vật chất à, nói chung nó 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 riêng à, và cái à, à, có cái điều kiện à, có cái tiêu chí về công nhận đường những do nói chung là đã được à, à, đầu tư và và và, và, và đã hoàn thành có cái tiêu chí và đấy là thì à, à, nhà trường cũng đã trình cho ủy ban nhân tỉnh à, à, để mà, mà, mà kiểm tra công nhận hiện nay nhà trường đã nhận được các quyết định công nhận trường vụ quốc gia. À, chúng tôi đã xác định à, trong thời gian đấy, à, chúng tôi là quyết tâm giữ vững cái à, 19 tiêu chí của nông thôn mới hiện nay chúng tôi đã à, đạt được. À, bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục xây dựng à, cái khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là thôn tuy hòa và bên cạnh đó thì phấn đấu thực hiện thêm một à, thôn khu dân cư kiểu mẫu nữa là thôn quan Trắng. và tiếp tục là xây dựng à, cố gắng là đưa cái xã bình sơn đạt cái xã nông thôn mới nâng cao rồi cố gắng là giữ cái tỷ lệ hộ nghèo bên cạnh đó thì hiện nay chúng tôi đẩy mạnh về các các khu công nghiệp công nghệ cao để nâng cao cái đời sống của người dân khá lên rồi đưa cái bộ mặt của xã nhà cài còn phát triển với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị tinh thần đoàn kết đồng lòng chung tay của người dân chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới của Bình Sơn đã hoàn thành không trông chờ ý lại không tự mãn với thành tích đã đạt được đảng bộ chính quyền quân và dân xã bình sơn đã đang tiếp tục đề ra nhiều giải pháp quan trọng để làm mới nông thôn mới làm sao để cuộc sống của người dân ấm no hạnh phúc xây dựng bộ mặt xã ngày càng khang trang sạch đẹp và văn minh hơn xứng đáng với sự kỳ vọng của huyện tỉnh cũng như của một xã nông thôn mới trong giai đoạn mới Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương hiệp đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.